Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây mời quý vị và các bạn đến với những tin bóng đá Việt Nam hot nhất trong sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 11. Đầu tiên mời quý vị và các bạn đến với thông tin báo Thái Lan lại tiếp tục đăng đàn chê không tiếc lời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đụng độ UAE vào ngày 14 tháng 11 và Thái Lan ngày 19 tháng 11. Và nếu có kết quả tốt trong hai cuộc đối đầu này thì chúng ta sẽ rất sáng cửa đi tiếp. Danh sách 27 cầu thủ được triệu tập vừa qua của thầy Park tiếp tục được người hâm mộ quan tâm về vấn đề tại sao thầy Park lại không gọi Văn Quyết cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019. Thậm chí rằng trang báo CR Sport của Thái Lan cũng đặt một dấu hỏi. Rất nhiều trang báo ở Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi Nguyễn Văn Quyết, cầu thủ xuất sắc nhất ở V-League 2019, lại vắng mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Liệu đây có phải là một sự lãng phí khi ông Park Hang-seo không triệu tập cầu thủ đang có phong độ rất cao này? Tờ CR Sport viết. Chưa dừng lại ở đó thì trang báo uy tín này vừa lại có một bài phân tích đáng chú ý với nhan đề. Kỳ lạ thay, cầu thủ 28 tuổi lại bị loại khi một gương mặt 34 tuổi lại được triệu tập ở đội tuyển Việt Nam. Trang báo lại viết, trở thành một vấn đề khá nóng bỏng sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách đội tuyển Việt Nam, đó là ông lãng quên Văn Quyết. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã không còn triệu tập thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội kể từ sau AFF Cup 2018. Điều đó đồng nghĩa rằng việc Văn Quyết không góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung cho các lượt trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Thế thì có điều gì nghịch lý hay không? Hãy ngược thời gian về trước Asian Cup 2019 để thấy rằng ông Park Hang-seo đã không gọi tiền đạo Nguyễn Anh Đức khi đó 34 tuổi và Nguyễn Văn Quyết 28 tuổi với lý do là muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Đấu trường hàng đầu châu Á là cơ hội quý giá để cho các cầu thủ Việt Nam học hỏi thêm. Tuy nhiên thì trong những đợt tập trung gần đây dù dính chấn thương nhưng Nguyễn Anh Đức vẫn liên tục được triệu tập trong khi Văn Quyết thì không được. Thêm vào đó, sự chênh lệch cả về tuổi tác lẫn phong độ khiến cho chúng ta cảm nhận được sự kỳ lạ trong quyết định của ông Park Hang-seo. Đó có lẽ là nằm ở dụng ý chiến thuật của vị huấn luyện viên này khi hai cầu thủ này có phong cách khác nhau. Hiện tại thì Văn Quyết vẫn đang cố gắng để được trở lại trong thành phần đội tuyển Việt Nam, tờ CR Sport viết. Shane Jordan làm nên điều chưa từng có ở mùa giải, cơ hội ra sân của Công Phượng lại thấp hơn. Câu lạc bộ Shane Jordan của Công Phượng đang có chuỗi trận ấn tượng với liên tiếp những kết quả đáng khen ngợi. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 11 theo giờ Việt Nam thì Shane Jordan đã tiếp đón đối thủ Oostende trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 14 giải vô địch quốc gia Bỉ. Trước đối thủ đang nằm trong top 3 đội cuối bảng, các cầu thủ Shane Jordan đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Dù vậy thì lối chơi chắc chắn của đội khách đã khiến cho các học trò của ông Mark Rice gặp khó khăn và không thể xuyên thủng được mạch lưới đối phương trong suốt 45 phút của hiệp 1. Bước sang hiệp 2 thì thế trận tấn công tiếp tục được Shane Jordan duy trì và thành quả đã sớm đến với họ. Phút thứ 56, Iomo Suzuki đón đường truyền của Sosa, dứt điểm khéo léo, hạ gục thủ thành Dietrich bên phía đối phương. Những phút sau đó thì thế trận diễn ra có phần quyết liệt hơn khi Oostende nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên hàng thủ của Shane Jordan đã chơi chắc chắn và bảo vệ thành công với cách biệt một bàn mong manh. Với 3 điểm có được, Shane Jordan có trận đấu bất bại thứ 3 liên tiếp. Điều đáng chú ý hơn, đây cũng là lần đầu tiên trong mùa giải đội bóng này giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Với kết quả này đã giúp cho Shane Jordan có được 18 điểm và hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, việc đội bóng đang dần có được bộ khung ổn định cũng sẽ khiến cho cơ hội thi đấu của Công Phượng ngày càng giảm đi. Thậm chí vào thời điểm này, trải qua hơn 2 tháng thì tiền đạo người Việt Nam không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và thật không dễ để nghĩ đến việc ông Mark Rice sẽ quyết định thay đổi để trao suất cho Công Phượng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận liều doping trước 2 trận quyết đấu với UAE và Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, theo một vài nguồn tin trong nước thì huấn luyện viên Park Hang-seo gần như chắc chắn sẽ đánh bại huấn luyện viên Tan Chea Hoe của Malaysia để giành danh hiệu huấn luyện viên đội tuyển Nam của năm trong đêm AFF Awards 2019. Ở hạng mục này thì chỉ có 2 đề cử, thầy Park được cho là nhận tới 90% số phiếu bầu. Tương tự thì Quang Hải cũng gần như chắc chắn sẽ nắm giải thưởng cầu thủ Nam xuất sắc nhất năm sau những màn trình diễn ấn tượng suốt 2 năm qua.
Người cạnh tranh trực tiếp với Quang Hải đó là Chanathip Songkrasin, Messi của Thái Lan. Tuy vậy thì ngoài thành tích ở câu lạc bộ, Chanathip và tuyển Thái Lan không có dấu ấn ở các giải đấu trong khu vực và châu lục. Theo lịch thì AFF AWAD 2019 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 11. Như vậy, nếu giành giải thưởng, đây sẽ là động lực rất lớn để cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò có thêm tinh thần trước hai lượt đấu quan trọng gặp UAE và Thái Lan. Được biết, ngoài ông Park và Quang Hải thì bóng đá Việt Nam còn có huấn luyện viên Mai Đức Chung là một trong 4 ứng viên của danh hiệu huấn luyện viên đội nữ xuất sắc nhất. Cầu thủ Trần Văn Vũ là một trong 2 đề cử cầu thủ Futsal xuất sắc nhất. Đội Futsal Việt Nam là một trong ứng viên của hạng mục đội Futsal xuất sắc nhất. Báo ngoại vô cùng tiếc nuối cho Việt Nam ở giải châu Á. Tờ báo châu Á tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho trường hợp U19 nữ Việt Nam khi bị loại khỏi giải U19 nữ châu Á vào ngày hôm qua. Chiều hôm qua mùng 2 tháng 11 thì U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định tới tấm vé đi tiếp ở giải U19 nữ châu Á gặp Australia. Chỉ cần cầm hòa là các cô gái của Việt Nam sẽ vượt qua được vòng bảng để thẳng tiến vào bán kết. Thế nhưng thần may mắn đã quay lưng với U19 nữ Việt Nam dù cho các cô gái áo đỏ đã chơi cực kỳ tốt. Có nhiều thời điểm hoàn toàn áp đảo đối thủ và cũng tạo được nhiều cơ hội hơn. Với việc để đội bạn ghi bàn duy nhất ở trận đấu ở phút 84 thì U19 nữ Việt Nam đành ngậm ngùi trao chiếc vé đi tiếp cho chính đối thủ này. Sau trận đấu thì tờ Fox Sports Asia đã tỏ ra rất tiếc nuối cho U19 nữ Việt Nam thông qua một bài viết với nhan đề tan nát cõi lòng cho Việt Nam khi để cho Australia ghi bàn thắng muộn, qua đó khép lại hy vọng vào bán kết. Tờ báo châu Á viết, Việt Nam đã trải qua một trận đấu làm tan nát trái tim ở giải U19 nữ châu Á khi bàn thắng muộn của thần đồng Marie Flower ghi bàn cho Australia đã khép lại những hy vọng của Việt Nam ở sân chơi châu lục. Tờ báo châu Á lặp lại cảm xúc tiếc nuối khi tường thuật những diễn biến của trận đấu này. Tương tự thì website của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng tỏ ra tiếc nuối, đồng thời cho rằng Việt Nam đã không may mắn khi để thua Úc ở thời điểm cuối trận. Bài viết của AFC cũng đăng tải phát biểu của ông Akira, huấn luyện viên trưởng U19 nữ Việt Nam sau khi trận đấu khép lại. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình ngày hôm nay. Họ có màn trình diễn tốt nhất ở giải đấu lần này. Họ đã thi đấu quá tốt, đặc biệt là ở hiệp 1. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn trong suốt trận đấu nhưng lại quá đen đủi. Các cầu thủ đã nỗ lực hết 100% khả năng của họ trong trận đấu và tôi xin nhận trách nhiệm cho thất bại này. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng U19 nữ Australia bà Blaney cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu gặp Việt Nam. Chúng tôi đã có cách tiếp cận trận đấu tốt và thi đấu theo cách của mình. Chúng tôi đã gặp khó khăn để triển khai bóng tấn công do trời mưa, tuy nhiên thì quyết tâm cao độ đã giúp cho chúng tôi giành chiến thắng trong trận ngày hôm nay. Thua tan tác ở vòng loại World Cup, Indonesia tính học theo tuyển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 trận thua ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 thì đội tuyển Indonesia không còn đủ kiên nhẫn với huấn luyện viên Simon McManamy. Liên đoàn bóng đá Đức này, PSSI, chắc chắn sẽ chia tay nhà cầm quân người Scotland và đang cân nhắc ứng viên thay thế. Một trong hai phương án đó là chọn huấn luyện viên người Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ phân tích các ứng viên trong 2 ngày để tìm ra ai sẽ là người phù hợp với đội tuyển Indonesia. Có người đề xuất huấn luyện viên Luis Milla nhưng chúng tôi phải cân nhắc vì vẫn còn ứng viên khác rất giỏi, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong. Trang Bola dẫn lời chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Irawan. Luis Milla là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và từng dẫn dắt U23 Indonesia lọt vào vòng loại trực tiếp môn bóng đá nam ASEAN 2018. Ông đã bỏ về nước không ra hợp đồng do mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá nước này. Còn cái tên còn lại Shin Tae-yong là đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của đội tuyển xứ Kim Chi dưới thời huấn luyện viên này là không cao, chỉ đạt khoảng 30%. Trước đó từng có tin đồn rằng Thái Lan muốn chọn ông Shin Tae-yong làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia trước khi ký hợp đồng với ông Akira Nishino. Sau trận thua tuyển Việt Nam thì Indonesia và Liên đoàn bóng đá nước này đối mặt với sức ép rất lớn từ dư luận. Tuy nhiên, họ không thể ngay lập tức đưa ra các phán quyết đối với huấn luyện viên McManamy do phải chờ bầu xong chủ tịch mới. Ông Irawan mới đây được bầu làm người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia hồi tuần trước và nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của ông này đó là chọn huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia, tìm cách kéo đội tuyển nước này khỏi cơn khủng hoảng.
Theo tờ Bola thì Liên đoàn bóng đá nước này không muốn sa thải ông McManamy do phí đền bù hợp đồng là rất lớn. Ông Irawan và các quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia đang cố gắng thương thuyết với huấn luyện viên người Scotland để đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.